Bên đây bán cả ngày đó hả em? Dạ. Một rưỡi. 4 giờ bán lại. À. Dạo này thấy khách còn ồn ha. Bán lâu rồi. Mọi người có thể là đến 20 giờ để vừa xem em trai nó kéo mì để ăn. Cái đó là dầu em hả? Nước hả? Nhồi bột này với kéo bột này là khỏi cần đi tập gym gì hết trơn nữa. Cơ. Quán này có mình em kéo hay là mấy anh khác còn kéo được? Còn anh nữa. À. Thời gian luôn. Khi mọi người đến ăn mì là có thể vừa xem
MC biểu diễn luôn, kéo sợi mì tại chỗ. Đứng ai thao tiền chưa vậy? Đó, khách vừa có thể vừa ăn mà vừa xem làm mì. Em cái sợi mì này lớn nhỏ là tùy mình đúng không? À, khách muốn kêu lớn kêu nhỏ thì em sẽ làm theo ý của khách luôn. Quán này mì này ngon á cả nhà, cho nên sáng khách đông 7 giờ là có rồi em ha. Khách ăn phía sau là có thể nhìn em xỉ kéo mì cả nhà.
sáng thì hôm nay cái món ăn sáng của Vi đó là mì. Món mì này thì giống như là mì người Hoa vậy cả nhà. Thì hôm nay Vi ăn ở trên cái giống như con phố của người Hoa luôn. Cái món mì này là nó có cái đặc điểm là mì kéo ngay tại chỗ luôn cả nhà. Đây là cái tô mà Vi đổ vào, tô mì thập cẩm. Thì cái phần nước riêng mì chọn khô, thì cái phần nước với lại cái đồ ăn thì để riêng. Đây là cái phần mì nè cả nhà. Thì mì ở đây kéo ngay tại chỗ cho nên nó giữ được cái độ dai và cái độ ngọt của mì. Còn cái nước dùng ở đây thì tôi thấy nó rất là trong luôn nha. Đó là do ninh xương đó cả nhà, ninh xương có độ béo và độ ngọt của xương. Bây giờ Vi ăn thử cái mì trộn này như thế nào đây. Thì mì người Hoa thì thường Vi thấy có hay có cái cải thảo này nè. Ăn thử cái phần mì này. Nó rất là giòn nha, và ăn rất là ngon. Phần bột mì dưới cứng rất ngon. Cái sợi mì nó không bị bở nha, nhưng mà nó giòn. Ăn có nhiều cái quán mà mì nó dính dính lại với nhau đó, rồi nó bở ra nữa cho nên rất là khó ăn. Còn cái này là giòn lắm. Bây giờ ăn thử chung với một miếng nước dùng. Cái nước dùng này nó trong, nó rất là ngọt, ngọt của xương đó cả nhà. Còn cái phần thập cẩm này thì tôi thấy là có bóng nè, có mực nè, có tôm tươi nè, có giò diên, rồi ở đây là có xá xíu. Nếu như mà cả nhà thích ăn tim á thì mình gọi thêm sườn này nọ cả nhà. Còn một con đầy đủ như vậy á thì ở đây nó có giá là tầm 45.000 trở lên. Thì một buổi sáng thì nếu mà chúng ta muốn ăn mì sợi tươi mà kéo tại chỗ thì có thể ghé địa chỉ này nha cả nhà. Đây là một trong những cái địa điểm ăn rất là ngon. Bây giờ Vi xin phép mà cả nhà thưởng thức chung với Vi nha. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo. Đây là địa chỉ này cả nhà, số 118 đường Hà Tôn Quyền, phường 4, quận 11. Cái này bán vào 2 khung giờ, buổi sáng và buổi chiều.